Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chúng ta đến với mục giới thiệu sản phẩm thương hiệu các anh em mình nha. Rồi, em sẽ giới thiệu qua các nước trên thế giới, cũng không phải là trên thế giới đâu các anh em mình nha. Thì các anh em dùng trình duyệt web sẽ thấy được những cái lá cờ của cái lốc của em. Đây là Mỹ nè, Ấn Độ nè, Cộng hòa Séc, Úc, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Ireland, Brazil, Thụy Điển và New Zealand. Thì đấy các anh em thấy đó, những lá cờ này thực sự không phải là chính xác 100% đâu các anh em mình nha. Tại vì cái trang web em là toàn tiếng Việt thôi mà không thấy cái lá cờ Việt Nam, mà các anh em hiểu rồi ha. Thì những con số này có thể nói là tương đối chính xác, có thể là nhiều hơn các anh em mình nha, có thể là nhiều hơn những cái nước khác chẳng hạn, nhưng mà nó không được thống kê trong đây. Thì em chia sẻ cái mục đích này á, là không biết là cái người mà họ thiết kế ra cái code này như thế nào, em không rành nữa. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.